Vâng, shop em lại gửi lời chào đến toàn thể các bác anh em đam mê đi săn bẫy, đi rừng. Thì hôm nay tiếp tục em sẽ giới thiệu cho các bác một cái mẫu áo phông ngụy trang màu lá cây khô. Thì trong những ngày hết hàng, hôm nay hàng lại tiếp tục về các bác nhé. Đấy, vừa rồi vải nó hết hết vải nên là hôm nay lại mới có vải để may cho anh em. Thì cái đây là cái chiếc áo thôi các bác nhé, không có quần. Mẫu này thì trước mắt là đang có áo, còn quần thì thời điểm giảm điện, thời điểm nữa mới có. Áo liền mũ, đấy, áo dài tay, vải vải bằng vải phông các bác nhé, vải phông mặc rất là mát, đấy, thoáng về mùa anh em đi rừng mặc bộ này rất là mát và rất là dày dặn, anh em yên tâm không bị cổ nó mắc thôi nhé. Đấy, vải trơn rất là đẹp, đấy, ống tay này, ống tay dài hết các bác nhé, đấy, áo liền với mũ, mũ là mũ liền các bác nhé, đây mũ liền, đấy, các bác mũ này thì các bác không mặc thì không đội thì các bác chùm đặt trong dưới, đấy, còn cái này thì nó sẽ tặng cho bác một cái khăn chùm cổ nhá, chùm cổ, chùm khẩu trang ấy, kiểu như khẩu trang ấy. Đấy, bộ này thì nó có đủ size số cho anh em lựa chọn. Đấy, từ size nhỏ cho đến size to. Đấy, các bác mua hàng thì vui lòng là liên hệ trực tiếp cho em xin chiều cao, cân nặng. Đấy, là em sẽ gửi cho các bác đúng size. Đấy, các bác có thể về đây, vải của nó rất là dày dặn, ở trong là màu trắng anh em nhá. Đấy, may rất là tường chỉ, lưỡi kim rất là ok luôn. Đấy. Nên anh em nào đang có nhu cầu tham khảo mua cái mẫu này, mua cái mẫu áo lá khô này thì alo trực tiếp bên em. Bên em thì cung cấp tất cả các mẫu quần áo ngụy trang đi rừng các bác nhé. Đấy, hàng kaki, hàng vải màu lá cây chuối hay là lá cây dương sỉ có hết các bác nhé. Đấy, nên anh em nào đang có nhu cầu tham khảo cái dòng này thì alo trực tiếp bên em. Cái mẫu này rất là đẹp, phục vụ anh em trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay về số lượng rất là nhiều nhá, đấy, đủ size cho anh em. Đấy, tất cả là áo liền mũ hết. Đấy, vải phông vải mặc rất là mát. Đấy, nên là các bác mà có nhu cầu thì can ôn lực trực tiếp bên em, một cơ sở bán hàng uy tín hàng đầu, ship hàng là COD toàn quốc anh nhé. Nhận hàng các bác mở ra kiểm tra, đấy, đúng sản phẩm như này các bác mặc thử ok thanh toán tiền, đấy là quyền lợi các bác, không phải cọc cạch gì bác nhé. Một cái video rất là ngắn thôi, em xin chào tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.